Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến là quốc gia trung chuyển cho các đường ống dẫn khí lớn qua các quốc gia xung quanh. Hiện tại quốc gia được mệnh danh là ngã tư của các nền văn minh, chủ yếu nhập khẩu phần lớn khí đốt từ Nga và Azerbaijan. Tuy nhiên mới đây, sau 3 năm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã khai thác được khí đốt từ ngoài khơi biển Đen, góp phần giảm phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ các nước khác. Ngày 20 tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu phân phối khí đốt tự nhiên khai thác từ biển đen như một phần trong dự án quan trọng của nước này nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Được khai thác ở độ sâu 2.200 mét tại mỏ Sakarya ngoài khơi biển đen, lượng khí đốt này được vận chuyển qua đường ống ngầm dưới biển dài 170 km và qua nhiều trạm nén khí đến cơ sở Philios mới được xây dựng trên đất liền thuộc tỉnh Jongudak miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ tham dự lễ vận hành cơ sở khí đốt tự nhiên biển đen ở trong Kudak. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định đây là dấu mốc lịch sử hướng tới sự độc lập về năng lượng. Ông nêu rõ, với những nỗ lực to lớn, khí đốt tự nhiên được phát hiện chỉ 3 năm trước đã được đưa vào sử dụng. Theo ông Erdogan, mỏ khí đốt này sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ khi hoạt động hết công suất. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo nước này sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên miễn phí cho các hộ gia đình với khối lượng lên tới 25 mét khối một tháng trong một năm. Theo văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn đầu, mỏ Sakarya sẽ sản xuất 10 triệu mét khối khí đốt tự nhiên một ngày và sẽ tăng lên 40 triệu mét khối một ngày vào năm 2028 trong giai đoạn 2. Công suất của giai đoạn đầu đáp ứng khoảng 6% mức tiêu thụ khí đốt hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 60 tỷ mét khối, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước này. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Fatih Dönmez, đánh giá Chữ lượng khí đốt ngoài khơi của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen ước tính khoảng 710 tỷ mét khối, đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt nội địa trong 35 năm. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu phần lớn khí đốt từ Nga và Azerbaijan. Mỏ Sakarya là phần trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và biến Philios thành một trung tâm năng lượng quan trọng với lợi thế về mặt địa lý thổ nhĩ kỳ từ lâu đã trở thành trung tâm trung chuyển cho các đường ống dẫn khí đốt lớn sự hiện diện của các cơ sở hạ tầng về khai thác và vận chuyển khí đốt trên biển đen tạo điều kiện thuận lợi cho thổ nhĩ kỳ tái xuất khẩu loại nhiên liệu này sang các nước châu âu